Hello, xin chào các bạn nhé. Sau vlog Đà Nẵng thì hiện tại thì mình đang trên đường ra Huế, thì hiện tại mình đang đi bằng tàu lửa. Thì chắc là chuyến đi Huế của mình cũng ngắn ngày, 2 ngày 1 đêm, thì mình sẽ quay cho các bạn mà tới Huế mình sẽ ăn cái gì, chỗ mình ở như thế nào nhé. Let's go boy. Sau khoảng 2 tiếng rưỡi mình ngồi trên tàu thì hiện tại mình đã tới được chỗ homestay mình ở. Thì chỗ homestay này nó tên là, tên tiếng Pháp đúng không nhỉ? La Mo Cafe and Homestay. Thì đây là hai cái phòng tụi mình thuê. Thì mình thấy ở đây nó khá là đặc biệt là tầng 1, tầng 2, tầng 3 với tầng 4 với tầng 6 thì là cà phê, còn tầng 5 chỉ là tầng để ở thôi. Cái chỗ này hơi lạ. Phòng tụi mình thuê thì lúc đầu tụi mình tới không hiểu vì rằng chỗ này không nguyên một cái sảnh để ngồi. Đấy, có một cái sảnh để ngồi, tức là hai cái phòng này tụi mình thuê là cái sảnh này là của tụi mình luôn. Đấy, có ghế, có bàn, có sofa, có cửa sổ view toàn là nhà. Đấy, còn đây là phòng của mình ở. Thì cái này thì homestay thì nó nhỏ gọn thôi. Thì ở đây có gì à? Này tủ quần áo. Quần áo trong này có gì không? Không có gì. Đây có cái gương. Này là gì đây? Ly à? Ly hay chén nước. Đấy, ghế để ngồi, bàn, gương này chắc để trang điểm. Tủ đâu giường? Giường ở đây thì cũng to, giường này giường đâu nha. View thì cái phòng này không có ban công. Hôm nay chỉ có nhìn ra đường như vậy thôi, nhưng mà mình thấy cũng ok, tại vì có cái sảnh ở ngoài rồi nên là phòng này cũng không cần ban công. Giường thì quá êm. Phòng này là giá một đêm là 450.000 một phòng, mà tại vì tụi mình book hai phòng nên là người ta giảm còn 400.000 một phòng một đêm, khá là rẻ. Trong này cái gì đây? Trong này này phòng vệ sinh nè. Trong này phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh trong này hiện đại, đẹp. Đấy, trông cũng sạch sẽ, thoáng mát. Đấy, có cả cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đấy, vừa ngồi đây đi ẩy vừa nhìn ra cảnh ngoài trời, quá đẹp luôn. Đấy, thì phòng của mình thuê thì nó chỉ có như vậy thôi, tại vì nó là homestay mà. Chắc là mình sẽ nghỉ ngơi một chút, xong rồi mình sẽ đi ăn với bạn mình. Hẹn gặp lại mọi người bữa ăn nha. Hiện tại thì mình đang ở quán bên cạnh Thụy. Thì báo quán này thì bán chiều tối sao. Quán này nổi tiếng là có bánh canh Nam Phổ. Đấy, bánh canh Nam Phổ thì nó là bánh canh nó sệt sệt như vậy, xong rồi mình sẽ ăn, người ta sẽ bỏ tôm, tôm nhân tôm rồi kiểu. Đấy, ở đây ngoài bánh canh Nam Phổ thì có bánh nằm, bánh bèo, bánh lọc. Thử miếng, món này rất là ngon, kiểu gì. Nó mà lạc có nước mắm nha. Dẻo dẻo, ngon phì. Còn báo cáo thì chứ ăn thì hưởng hết đây. Giờ thì bao nhiêu năm? Cái bè cua. Sau khi mà bạn ăn bánh canh Nam Phổ tiếp tục mình sẽ thêm chỉ bánh nặng. Phì. Nào này ăn với nước mắm nó trong trong vậy. Mà chả hay. Một dĩa bánh nặng giờ có 3 cái. Cái là 5.000, dĩa vậy là 15.000. Lâu mong bánh nặng. Cái nước mắm vô. Cái mắm xì dầu.
mắm là làm bánh canh nè. Còn mắm là ăn bánh bèo, bánh lọc, bánh nằm. Không, cái miếng lạc thiệt ta mặn mặn mặn. Ở trong ở cái gì mà ngon vậy? Các hãng cũng nằm luôn. Nằm Huế thường vip pro ba. Lúc đặc sản. À, mình ăn hai cái bánh nằm này chắc là mình sẽ đi ăn một khác. Ở qua tiếp theo nhé. Bye. Sau một cơn mưa rào của Huế vào buổi chiều thì hiện tại mình đang ở quán bún thịt nướng. Bún nướng là quán bún thịt nướng Bà Tí, nằm ở địa chỉ 84 đường Đào Duy Từ thì đây. Ờ 81 Đào Duy Từ. Này thì mình kêu thêm phần nước chan nữa. Bún thịt nướng ở miền Trung thì người ta ăn khác với lại ở trong Sài Gòn. Ở trong Sài Gòn thì người ta sẽ ăn với lại nước mắm. Còn ở đây là người ta ăn với một cái nước lèo, người ta nước lèo này người ta nói chung là nấu gì đó, có đậu phụng, có hả gan heo đồ đó ấy, sau là nó sẽ là một cái nước lèo ăn với bún thịt nướng. Mình thì mình không ăn đồ chua, chọn đây mời các bạn nhá. Đậm đà, mặn mặn, ngọt. Nước chấm là nước nguyên thực, bỏ thêm tương ớt cho. Ngon. Thế mà ai thích ăn cay là bỏ ớt bột. Đây. Ớt tương. Kiểu sa tế. Đây. Sa tế. Này. Vào trong cái nước chấm đấy cho nó cay. Mình không ăn cay được. Ăn không nào, chắc mình đi ăn chè hả? Ok luôn. Ừ. Ăn này không chắc mình sẽ đi ăn chè. Nói chè ở Huế ngon. Giờ mình ăn lắm. Có bảo là quán chè nữa. Quán này thì có bán nem lụi nữa, kiểu thịt cuốn với bánh tráng chấm với nước lèo ấy. Nhưng mà theo mình thì các bạn chỉ nên ăn bún thịt nướng vì nem lụi ở đây ướp khá là nhạt, không đậm đà như thịt của bún thịt nướng. Quán chè mà tụi mình ghé là quán chè Hẻm nằm ở đường Hùng Vương. Nhắc đến chè Huế thì phải nhắc đến đặc sản chè bột lọc heo quay. Nhưng tiếc là lúc bọn mình tới ăn thì quán hết món đấy mất tiêu, nên bọn mình phải gọi chè chuối ăn cho đỡ buồn. Nói sơ qua cho các bạn biết thì chè bột lọc heo quay là loại chè lẫn cả hai vị ngọt và mặn. Mặn của thịt heo quay trong miếng bột lọc và ngọt của nước đường. Ăn rất lạ miệng nên có dịp đến Huế thì các bạn nên thử món này nhé. Sau khi đi ăn chè ở chè Hẻm ở Hùng Vương thì tụi mình định đi ăn thêm một số món nữa. Nhưng mà tại vì trời mưa quá nên là một số quán vỉa hè người ta chẳng bán cái gì cả. Tụi mình đi lên quanh cả thành phố người ta cũng không có bán gì, nên là tụi mình quyết định là mua một ít cà viên chiên, sau này những món đồ chiên về nhậu thêm ít bia nữa cho nó khỏe. Thì đây là ngày đầu tiên mình ở Huế thì hôm nay mình sẽ chốt luôn cái vlog ngày đầu tiên. Bây giờ mình nhậu với mấy đứa bạn mình đã rồi, mình sẽ ngày tiếp theo mình sẽ quay cho các bạn nhé. Sáng nay thì tụi mình đi ăn tới Huế thì không thể nào mà không ăn bún bò Huế được. Quán tụi mình đang ăn là quán bún bò Huế Ở Phường ở địa chỉ 24 Nguyễn Khuyến. Thì hôm nay mình kêu một tô đặc biệt. Tô đặc biệt là có giá 60.000. Ăn bún Huế là phải ăn bắt đầu sống. Bình thường là tôi không ăn bắt đầu sống, nhưng mà ăn bún Huế phải ăn bắt đầu sống.
ngọt. À, cô đặc biệt có giò, có huyết, có chả bình thường, chả cua, nạm các kiểu nhiều quá. Là miếng ra. Vừa ăn luôn mà đúng không? Vừa ăn không cần bỏ nước mắm. Trong muỗng nhiều lắm. Làm nước chả. Chả cua to. Rất là thịt cua. Tới Huế các bạn không thể nên bỏ qua món bún bò Huế được. Cực kỳ ngon. Mình offer ăn quán này nha. Không ăn miệng quá. Được. À, bây giờ mình ăn đó, mời mọi người nha. Ăn bún xong thì tụi mình lên quán cà phê trên tầng thượng của homestay ngồi. Thì kiểu tầng này mình nghĩ là để phục vụ cho khách ở đây nên không gian khá là nhỏ, nhưng vì ở tầng 6 nên ngồi ở đây cực kỳ thoáng mát và chill. Và đó là tất cả những gì mà trong chuyến đi Huế 2 ngày 1 đêm của mình. Thì tại vì tụi mình đi cũng chỉ có thời gian ngắn ngủi 2 ngày 1 đêm nên là mình chỉ quay được một số quán như vậy thôi. Hy vọng là lần tới nếu mà mình có dịp quay lại Huế thì mình sẽ đi nhiều hơn, quay các món mới hơn cho các bạn xem cũng như là thưởng thức. Chắc là mình sẽ kết thúc vlog ở đây luôn. Mình phải ra ga tàu để mình về lại Đà Nẵng rồi. Sắp tới mình ra là Sài Gòn mình học đó. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu thấy hay thì để lại cho mình một like, một subscribe như một comment để mình biết ý kiến của các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo. Bye bye.